Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Rồi. Còn bây giờ thì tiếp qua tới cái phần câu hỏi tiếp theo. Là có một vị hỏi sư là thư sư cho con hỏi: nhà mình có người mất thì lễ cúng thất có ý nghĩa gì trong giáo pháp của Đức Phật không ạ? À? Nếu mình không cúng thì có sao không? À, mong sư giải đáp, con xin cảm ơn sư. Thì nó như thế này nè. Cái quan điểm mà người chết rồi á, thì theo quan điểm của Trung Quốc nói chung và của Tây Tạng nói riêng, thì họ quan điểm dân gian nha, dân gian như thế này nè, là khi người chết rồi thì họ sẽ có một cái linh hồn ở bên ngoài, họ gọi là một cái danh từ gì đó, thì tùy theo mỗi nơi họ mỗi gọi, thì cái linh hồn đó nó sẽ sống rồi 7 ngày, thì cái ngày thứ 7 đó thì họ sẽ về thăm nhà. Rồi sau đó cái linh hồn đó nó sẽ chết đi và sanh ra thành một cái tồn tại khác. Đó. Và 7 lần liên tục như vậy. Cho nên mình mới có cúng thất 7, 7, 4, 9 ngày đó, mỗi thất mỗi cúng. Cúng cái thất thứ 7 là để như theo quan điểm dân gian nha. Chứ sư không nói Phật giáo, theo quan điểm dân gian. Thì cái thất thứ 7 đó thì người thân sẽ về. Đó thì mình cúng đó rồi cho người thân ăn rồi hoặc là mời vị này vị kia về tụng. Đó là quan điểm dân gian của người dân Trung Quốc và của người Tây Tạng. Thậm chí đó có nhiều cái, ví dụ như là cái cây gậy của đứa con trai lớn mà khi mà mỗi lần đám tang có cái bọc trắng ở trên đầu gì biết không, thì người ta gọi nó là cái cây hồi hồn phiên. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái linh hồn, họ quan điểm cái linh hồn của cái người chết đó, sẽ nương theo cái lá cờ đó để mà đi tới cái chỗ chôn cất đó. Rồi cũng như vậy, do cái linh hồn đó thì họ quan niệm linh hồn mới chết nó sẽ yếu, sợ bị người ta bắt nạt đó, cho nên là nhờ cái cây đó đứa con nó sẽ dẫn cái người chết đi. Thì đó là quan niệm nhân gian, cho nên mình mới có những cái thủ tục rườm rà sau này. Còn trong Phật giáo thì một người chết sau khi chết là tái sanh ngay lập tức. Không có cái chuyện mà mình đầu thai thành một cái gì đó tạm thời rồi chờ cho tới ngày đúng giờ mới đầu thai, không có. Theo quan niệm của Phật giáo, một chúng sanh khi chết tái sanh ngay lập tức. Quý vị có thể nhìn thấy rất nhiều ở trong kinh điển nhiều lắm. Cụ thể là trong chú giải kinh Pháp Cú kể rất nhiều những câu chuyện mà khi mà một cái anh cư sĩ hoặc là một cái vị tỳ khưu hoặc là một cái vị này vị kia khi chết rồi tái sanh về cái cõi nào. Trong kinh điển nguyên thủy không hề nói cái chuyện mà một cái thân nào đó ở chính giữa cái khoảng đầu thai, không có. Khi tái sanh đầu thai ngay lập tức. Đầu thai nó có 6 đường, nhiều lắm. Thì thường hay gặp là ví dụ như là giả sử như người thân mà chết luyến tiếc gia đình. Ví dụ như luyến tiếc con, luyến tiếc cái, luyến tiếc nhà cửa, hoặc thậm chí nhiều người luyến tiếc cái thức ăn thôi đó, hoặc thậm chí cái bụi chuối sau hè, họ luyến tiếc những thứ đó. Thì thường thì những cái người như vậy họ sẽ tái sanh làm cái loại súc sanh trong nhà. Cho nên những cái nhà mà mới mất á, sư thường là sư khuyên là đừng có giết con nào trong nhà, ráng đừng có giết, ít nhất là trong khoảng cỡ 7 ngày đừng có giết con nào. Tại sao vậy? Tại vì lỡ mà người thân của mình ấy do luyến tiếc gia đình mà lỡ mà tái sanh và làm một cái con gì đó trong nhà mà mình không biết mình giết thì nó tội. Rồi còn một cái nữa, ví dụ như trong cái vấn đề mà tài sản của người mất thì sư cũng thường khuyên là khoan đụng gì tới, trong vòng 7 ngày đừng đụng gì tới. Cái này không phải là tự sư suy diễn mà trong luật, một vị tỳ khưu khi mà chết 7 ngày sau mới được phân chia cái tài sản của vị đó. Ví dụ như y, bát và những cái đồ thuộc vị đó 7 ngày sau chư tăng mới được chia. Trước đó chư tăng không được đụng vô.
Tại sao vậy? Tại vì có một nguyên nhân Đức Phật đưa ra cái luật đó là như vậy. Là có một vị tỳ khưu, vị đó mặc cái y thì nó không có được đẹp, và người ta dâng cho cái sắp vải, và chị ruột của vị này đó làm lại sắp vải cho thiệt là đẹp, rồi may cho một cái bộ y rất là vừa người. Vị này rất là thích, vị này nghĩ là ngày mai là mình sẽ mặc cái y mới. Nhưng mà tối hôm đó bị trúng thực, chết. Và khi chết đó, vị đó tiếc là mình chưa kịp mặc cái y mà mình chết rồi, chưa kịp mặc cái y mới đã chết rồi. Cho nên vị đó tái sanh ngay làm cái con rận ở trên cái y. Và khi Chư Tăng chuẩn bị chia tài sản ấy, thì cái con rận đó mới bò tới bò lui trên cái y, nó nói là y của tôi, y của tôi, mấy ông không có được chia. Thì Đức Phật biết, Đức Phật thấy nếu như mà con rận này nó mà oan trái với Chư Tăng ấy, nó sẽ đọa địa ngục. Cho nên Đức Phật kêu Chư Tăng khoan chia y đã, đợi 7 ngày sau mới chia. Thì 7 ngày sau thì con rận đó nó hết cái kiếp của rận, nó sanh về cõi trời, thì khi đó Chư Tăng chia y không vấn đề gì hết. Thì đó là lý do mà thường sư khuyên những cái người mà mới mất tài sản của họ đó, khoan đụng vô ít nhất là trong 7 ngày. Rồi còn cái vấn đề cúng thất thì như sư nói, đó là quan niệm nhân gian, cho nên mình cúng không sao hết. Nhưng mà đó, cái việc cúng thất nó có một cái lợi, đó là đối với những người mà họ không có thương người thân mình lắm, không thương lắm, thì cái dịp cúng thất đó là một cái dịp để họ nhớ về người thân của mình, một cái dịp để mà họ thỉnh Chư Tăng, một cái dịp để họ làm thiện, họ làm phước, để họ hồi hướng phước cho gia đình. Ít nhất đối với những cái người như vậy đó, thì cái thất là một cái dịp để nhắc nhở họ là mình có người thân vừa mới mất. Thậm chí cái áo tang mà quý vị, một số người mất á, thì họ vẫn đội tang, nó không phải là cái gì xui xẻo hết. Xin lặp lại, nó không phải là cái xui xẻo, nó là cái nhắc nhở mình là mình có người thân vừa qua đời. Thậm chí nhiều người để 1 năm, 2 năm, 3 năm, chẳng qua nó để nhắc nhở mình có người thân vừa qua đời, để mình nhớ cái bổn phận mình làm với người mất. Bổn phận đó là gì? Làm phước, hồi hướng phước. Thì người dân thì người ta thích cúng kiến dỗ quải, nhưng mà người Phật tử nên nhớ ba cái đồ ăn thức uống người chết rồi không có hưởng được. Họ ở cảnh giới khác, họ sử dụng cái loại thực phẩm khác, và thực phẩm đây chính là cái phước. Họ chỉ có thể dùng được phước thôi. Cho nên mình tạo phước, mình hồi hướng phước. Tạo phước ở đây không có nghĩa là quý vị phải vô chùa, quý vị cúng mấy sư, quý vị làm trai tăng cho rình rang thì mới gọi là làm phước. Thậm chí mình gặp cái anh ăn xin ở bên ngoài, quý vị cho 5 đồng, 10 đồng, rồi quý vị hồi hướng cho người thân, nó cũng là phước. Mà cái này thì sư tạm gọi là cái phương tiện. Có một lần sư đi đến một cái nhà mà đám tang của một gia đình đó, thì sư thấy là cái gia đình này là họ bán thức ăn sáng. Thì sư mới nói là sau khi trong 49 ngày chừng nào mà quý vị mở cửa hàng bán lại đó, cứ mỗi sáng ba vị khách đầu tiên cứ bán bình thường cho họ, nhưng tới lúc tính tiền không lấy tiền. Rồi vô thắp nhang cho bà má ở trong, thắp nhang nói là cái phước này con hồi hướng tới má. Thì đó là một cái cách mà sư tạm gọi là phương tiện, để mà cái đứa con ấy, họ sẽ tạo được phước và họ hồi hướng phước cho người mẹ vừa mới mất. Cái đó thì sư chấp nhận, sư tạm gọi nó là phương tiện. Sư không có giải thích rõ ràng, bởi vì nói rõ ra quá nhiều người họ lại không chịu làm. Sư chỉ tạm mập mờ cái cách như vậy để mà sư nói, để họ làm phước, họ hồi hướng phước cho người mẹ. Đó là cái cách đó thôi. Chứ còn cái việc mà cúng thất thứ nhất, thất thứ hai, hoặc cúng 49 ngày, nó hoàn toàn là quan điểm dân gian, và nó không dính dáng tới Phật giáo hết. Do cái nền văn hóa Trung Quốc ấy, nó có một cái đặc tính là nó đồng hóa rất là lớn. Cái đặc tính của nó là đồng hóa rất là lớn. Cho nên ấy, quý vị thấy là mình bây giờ nói gì thì nói, mình vẫn bị ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc. Trong cái ngôn ngữ, trong cái giao tiếp, rồi trong những cái sinh hoạt dân gian mình có ảnh hưởng. Rồi Phật giáo cũng vậy thôi. Khi mà đưa vào cái vùng đất Trung Quốc thì họ cũng cố gắng làm sao đó để họ đem những cái tư tưởng dân gian Trung Quốc họ đem vào cái đạo Phật.
Cho nên dần dần mình không phân biệt được đâu là của đạo Phật và đâu không phải của đạo Phật. Giống như trong bài kinh Ambaka có một cái trống tên là Ambaka, một cái làng Ambaka có một cái trống Ambaka. Thì Đức Phật kể như vậy. Cái trống đó lâu dần, ban đầu cái trống nó rất là nổi tiếng ở trong cái ngôi làng. Mỗi lần có một cái họp hành gì đó thì người ta đánh trống lên và dân hay làng tụ họp lại. Nhưng mà theo thời gian, những cái nan trống nó bắt đầu nó mục, bắt đầu nó hư và người ta thay dần. Người ta thay dần cái nan trống. Cho đến một cái lúc nào đó, cái trống nó không còn là cái trống cũ nữa, mà người ta vẫn còn gọi đó là cái trống Ambaka. Cũng như vậy, giáo pháp của Đức Thế Tôn, người ta sẽ thay dần. Người ta không còn thích đọc chánh tạng nữa, mà người ta thích cái gì? Thích những câu vè, thích những cái câu hát, thích những cái bài thơ. Rồi dần dần người ta thích nghe những cái vị thầy ngâm nghe hơn là nghe một vị trùng tuyên chánh pháp. Rồi dần dần những cái tư tưởng ngoại lai nó xâm chiếm và nó thay thế, cho đến một lúc nào đó không còn cái gọi là chánh pháp nữa, không còn bất kỳ một lời dạy nào của Thế Tôn, nhưng người ta vẫn gọi đó là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nó là như vậy. Thì sư chỉ có một cái tâm nguyện là làm sao đó đem cái chánh pháp truyền trao lại cho quý vị, và quý vị là những con người gìn giữ cái diền mối của chánh pháp, hiểu được đâu là chánh pháp, giữ gìn nó và truyền bá lại cho những cái thế hệ mai sau. Đương nhiên theo cái dòng lịch sử thì chánh pháp rồi cũng sẽ phải hoại diệt thôi. Nhưng mà đó, như cái bài mà Hổ Đăng mà sư, cái bài thơ Hổ Đăng: mặt trăng thì nó, mặt trời nó đã lặn rồi, thì mình chỉ làm một cái ngọn đuốc nhỏ thôi, nhỏ nhoi, để cho cái cõi hồng trần họ tạm nương, nương nhờ đó để nhìn thấy đâu là ánh sáng, tạm như vậy. Đó là sư đã trả lời xong cái câu hỏi. Và tiếp theo, cái câu hỏi tiếp theo là hỏi là: sư cho con hỏi câu vạn pháp duy tâm tạo theo cách lý giải của sư thì như thế nào? Thì cái cách sư sẽ không lý giải theo cách của sư, mà sư dựa trên kinh điển để mà sư lý giải. Bởi vì lý giải cá nhân sư nó có thể sai, nhưng kinh điển thì cái khả năng sai đó hình như là hơi bị thấp. Trước hết á, quý vị phải hiểu thế nào là 12 duyên khởi và thế nào là A Tỳ Đàm. Nếu mà không hiểu cái đó mà sư giải thích là quý vị bể đầu chết luôn. Thế nào? Là sư yêu cầu là quý vị phải hiểu hai cái đó. Thứ nhất, Đức Phật trong 12 duyên khởi đó, vô minh duyên cho hành, rồi hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Xin nói một cách ngắn gọn, do mình vô minh trong tứ đế đó, cho nên mình mới làm tất cả những cái chuyện thiện ác. Mà những cái việc thiện ác đó đó, nó là cái nhân, nó sẽ cho ra một cái quả. Thứ nhất, nó cho ra cái quả tái sanh, nó khiến cho mình đầu thai ở kiếp sau. Thứ hai, nó sẽ cho cái quả bình sanh, có nghĩa là sau khi đầu thai rồi đó, anh sướng hay anh khổ hoàn toàn là do những cái quả mà nó trổ. Hiểu cái đó ha? Mình đi làm nghiệp thì nó sẽ cho hai quả. Một là cái quả làm cho mình đầu thai kiếp khác. Hai là cái quả mà mình hưởng hàng ngày. Ví dụ như mình vui khổ, tại sao mà mình có, mình làm mà người làm nhiều mà họ không đủ ăn, tại sao người làm ít mà họ ăn dư giả, rồi tại sao có người giàu người nghèo, tại sao có người trắng người đen, tại sao có người đẹp người xấu, hoàn toàn là nó hoàn toàn không chính xác, nhưng mà một phần lớn là do nghiệp đó. Cho nên ý, mình nghĩ là tại sao mà do đâu nó có những cái tài sản, tại sao mình có cái thân tướng này, tại sao mà mình có cái việc sướng khổ trắng đen rồi mập ốm mỗi người mỗi khác, có phải là do những cái nghiệp thiện ác mà mình đã làm hay không? Đúng không? Do cái nghiệp thiện ác. Mà tại sao mà mình lại có những cái nghiệp thiện ác? Quay trở lại kinh Pháp Cú, hai câu đầu tiên: tâm dẫn đầu các pháp,
tâm làm chủ tâm tạo. Nếu sống hay làm việc với tâm niệm ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu nói hay làm việc với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau như bóng chẳng rời hình. Thì có nghĩa là khi mình làm bất kỳ một cái nghiệp thiện ác nào, có phải do tâm nó dẫn đầu không? Cái tâm mình phải muốn làm một cái việc đó thì mình mới làm. Khi mà quý vị muốn nói thì phải cái tâm nó muốn nói trước. Cái tâm nó phải suy nghĩ ra cái lời nói trước rồi mình mới mở miệng ra mình nói. Khi mình muốn hành động thì phải cái tâm mình phải muốn hành động trước, rồi nó mới bắt đầu nó coi là mình làm những hành động gì. Và chính những cái hành động, cái lời nói đó nó tạo ra nghiệp thiện ác. Rồi không nhất thiết phải lời nói hành động, ngay như trong cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ cái tâm tham, cái suy nghĩ bằng tâm sân, suy nghĩ bằng tâm si. Do chính những suy nghĩ đó nó cũng tạo ra các cái nghiệp thiện ác. Và chính do cái nghiệp thiện ác nó làm cho mình đầu thai kiếp khác. Và do những cái nghiệp đó nó tạo cho mình những cái hoàn cảnh ở đời sau. Ví dụ như cũng cái nghiệp đó nó làm cho mình sanh về cõi trời. Sanh về cõi trời có gồm có cả những cái đền đài lầu cát, có những cái tướng tốt. Cái đó đâu ra? Nghiệp nó ra. Mà nghiệp ở đâu ra? Do tâm nó ra. Cho nên ý, nếu mình nói mà tất cả mọi thứ đều từ cái tâm này đó, nó làm cho mình có gặp những cái hoàn cảnh này, nó cũng không sai. Tuy nhiên nói như vậy thì nó ngắn quá. Nó ngắn quá thành ra nhiều người không hiểu. Nhiều người không hiểu nói bây giờ thì những cái ly, cái tâm tôi làm sao tạo ra cái ly, đúng không? Họ nghĩ cái tâm tôi làm sao tạo ra cái ly. Nhưng mà do một cái tâm của mình đời trước, mình làm nghiệp thiện ác như thế nào đó mà nó tác động, nó cho quả để khiến cho một người mua cái ly dâng cho ông sư, thì có phải là cũng do cái tâm mình hồi xưa mình đã làm không? Đó, cái này là sư dẫn chứng theo kinh. Nhưng mà đó, hiểu thì phải hiểu như vậy thì nó mới khó mà đi sai. Chứ còn mà mình hiểu mà cái tâm của mình làm sao biến hiện ra. Nhưng mà nó còn có một cái vấn đề nữa như vậy nè, là với một vị chứng thiền ấy, ví dụ như vị đó muốn cho cái mặt đất này họ độn thổ xuống được, mà họ cái vị này họ chỉ cần tu tập cái đề mục nước, và khi họ nhập định cái đề mục nước xuất định rồi, họ chỉ cần chú nguyện cái mặt đất này hãy là nước, thì ngay lập tức cái mặt đất đó trở thành nước riêng đối với vị đó, và vị đó có thể độn thổ. Hoặc là vị đó nhìn cái mặt nước và vị đó chú tâm vào đề mục đất, và vị đó chú nguyện rằng hãy là đất, thì ngay khi đó cái mặt nước đó trở thành đất đối với viên vị đó, và vị đó có thể bước đi trên mặt nước. Cho nên ấy, cái đất cái nước đó đâu ra? Cũng là do cái năng lực của tâm nó tạo ra. Hoặc là một vị đó có thể có thần thông, vị đó có thể hóa hiện ra cái con này con kia. Ví dụ như có Phạm Thiên Bát Cá đó, có một cái thuở quá khứ, ông thấy một cái dân làng đó, bọn cướp nó tới để mà nó cướp bóc cái người dân đó, thì do cái tâm thiện và do ông chứng thiền, cho nên là ông bằng cái năng lực thần thông, ông tạo ra một cái ảo ảnh của một cái đội quân do coi như tinh nhuệ tới, thì tụi cướp nó thấy tụi nó sợ, tụi nó chạy. Thì quý vị thấy không, cái đó cũng toàn bộ là do tâm của một vị đắc thiền tạo ra. Nhưng mà phải biết đó toàn bộ là ảo hết. Ngay cả như cái ly này cũng là ảo. Tại sao gọi là ảo? Bởi vì nó do duyên mà có. Mà có rồi nó phải mất, không có cái gì là trường tồn hết. Cho nên ấy, trong cái đêm cuối cùng Đức Phật có cái câu lời dạy cuối cùng của Đức Phật, Đức Phật nói như thế này: các hành là vô thường, hãy tinh tấn, chớ nên dễ vui. Các hành đây là cái gì? Có nghĩa là tất cả mọi cái vật chất mà chúng ta thấy, các cái pháp hữu vi, tất cả những thứ mà chúng ta có thể nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư, toàn bộ thứ đó đều là vô thường, và nó sẽ phải hoại diệt. Cho nên nó phải tinh tấn để thoát khỏi cái đó. Cho nên mình nói vạn pháp duy tâm tạo, thì hiểu theo cái cách
do cái tâm của mình tạo ra các cái nghiệp thiện ác, ra thân, ra khẩu, ra ý. Và do những cái nghiệp thiện ác đó, nó tạo ra một cái hoàn cảnh sống ở đời sau kiếp khác. Hiểu như vậy thì nó mới khó mà sai lầm. Mà nhiều người nói sư dựa vào đâu mà sư nói như vậy. Quý vị coi cái bài kinh Đại Thiện Kiến Vương của Trường Bộ. Sư nói sư căn cứ vào kinh thôi. Kinh Đại Thiện Kiến Vương của Trường Bộ, Đức Phật mô tả là thuở quá khứ đó, có một vị vua tên là vua Thiện Kiến. Thì vị vua này nhờ làm một cái phước thiện thời quá khứ, cho nên khi mà vị đó làm một cái vị chuyển luân vương, vị đó có những cái ao báu nè ha, rồi có những cái ao bằng bảy báo, rồi có những cái lộng cái phướng, rồi cây bằng bảy báo, rồi gió thổi qua nó ngân nga, rồi cái thành quách này nọ toàn bộ bằng bảy báo. Rồi nói chung là diễn tả y chang như kinh A Di Đà trong Trường Bộ. Nếu như mà quý vị có hứng thú gì mở ra coi, y chang không khác. Đó là cái sư trả lời xong cái câu hỏi là vạn pháp duy tâm tạo. Cái tiếp theo là có một vị hỏi sư là nếu như mà có một ai đụng tới giáo pháp thì sư sẽ nói tới cùng vậy, cả tới cùng. Và cái vấn đề không có thắng thua thì sư xin trả lời như thế này. Giống như cái cách mà Đức Phật dạy dỗ chư tăng, giống như cái cách người huấn luyện ngựa. Đối với cái người cần nói ngọt thì mình nói ngọt, với người cần nói thẳng thì mình nói thẳng, có người cần kết hợp thì mình kết hợp. Nhưng mà với những ai họ không nghe, họ không lắng nghe thì mình im lặng. Bởi vì đó, giáo pháp không phải để mình lôi ra mình tranh luận với người ta, không phải lôi ra để thắng thua. Mình chỉ nói một việc Đức Phật có nói như thế này và Đức Phật không có nói như thế này. Mình chỉ nói như vậy thôi. Và mình lựa cái lời nói như thế nào đó để nó phù hợp với cái người nghe, để họ có thể nghe được. Còn cái việc họ tiếp thu cái chuyện đó hay không thì đó hoàn toàn là do cá nhân họ. Mình không có cái quyền năng mình bắt họ phải theo ý mình. Ngay cả Đức Phật thì Ngài giảng pháp, người ta khen chê là chuyện của người ta. Người ta có tu hành theo hay không là chuyện của người ta. Việc của Đức Phật là Ngài thấy đủ duyên thì Ngài thuyết pháp, Ngài nói đúng chánh pháp và sau đó Ngài im lặng. Với những ai không đủ duyên với Ngài, Ngài im lặng, Ngài không nói. Đó là cái cách mà mình cư xử khi mà gặp những cái vấn đề phải tranh luận. Đó là như vậy. Khi gặp vấn đề tranh luận, xin lặp lại, sư chỉ nói đúng chánh pháp, Đức Phật có nói như thế, trong kinh có nói như thế, sư cần thiết sư sẽ trích dẫn ra. Và sư nói làm sao đó, ráng làm sao đó để phù hợp được với người nghe. Nếu họ thích ngọt, sư sẽ nói làm sao cho nó mềm. Nếu họ thích cứng thì sư sẽ nói làm sao cho nó cứng. Chỉ vậy thôi. Còn họ nghe hay không, họ có hành trì hay không, đó là việc của họ. Như sư thường hay nói đó, Đức Phật giống như một vị thầy thuốc. Mà khi mà cho thuốc ấy, uống hay không là việc của mình. Không có ai mà tới cái mức độ mà mến thầy thuốc, kính yêu thầy thuốc, thương thầy thuốc, tới cái mức độ đem hình của ông thầy thuốc để lên trên bàn thờ quỳ lại. Không có chuyện. Thiệt tin ông thầy, làm ơn uống thuốc. Giáo pháp của Phật cũng y chang như vậy. Kính Phật, thờ Phật không có nghĩa là mình đem cái hình Phật lên bàn thờ mình lại. Cái quan trọng nhất là mình hành theo giáo pháp của Đức Phật. Đó mới là cách mà mình tôn thờ Đức Phật một cách cao thượng nhất. Đó là lời dạy của Đức Phật trong cái đêm cuối khi Ngài nhập Niết Bàn, trong bài kinh kinh gì ta? Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ. Đương nhiên thì người cư sĩ họ có thể làm những việc để họ cầu phước, ví dụ như cung kính tượng tranh ảnh Đức Thế Tôn, bản thân nó cũng là cái phước. Nhưng mà cao nhất, rốt ráo nhất vẫn phải là thực hành theo giáo pháp của Ngài. Và tiếp theo thì có hỏi là có một đứa cháu, cô này có một đứa cháu 15 tuổi không có chịu theo tới chùa. Tại vì hồi xưa đó bị điểm kém, do lúc mà nói là trước khi thi mà kêu bà của mình tụng chú Đại Bi mà không có Phật không có giúp, cho nên là 3 năm là không thấy chùa. Còn bây giờ nó là học sinh giỏi thì do tự lực đó.
Thì phải nói như thế này, khi mà mình nói mà mình tụng Đức Phật có khả năng giúp mình, mà Ngài giống như giúp theo cái kiểu một vị thần mà ban phước giáng hòa để mà hộ trì, mà hộ độ cho mình, là mình đang phỉ báng Ngài. Thật sự như vậy. Đức Phật không có năng lực đó. Phật pháp vô lượng, Phật lực vô biên, nhưng mà không thể độ người vô duyên. Đức Phật chỉ là một vị thầy, chỉ là một vị đạo sư. Thấy bệnh thì Ngài cho thuốc, uống hay không là do người ta, chứ Ngài không có cái chuyện mà Ngài thúc ép. Rồi cũng không có chuyện mà mình tụng kinh, tụng chú như thế nào đó mà Ngài hộ trì, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cho nên nếu mà mình nói mà mình tụng một cái bài chú nào đó mà có chư Phật hộ trì thì phải nói là mình đang phỉ báng Thế Tôn. Sự thật là như vậy. Cho nên trong cái trường hợp này thì cái đứa cháu nó rõ ràng nó có học, cho nên nó nghĩ là bây giờ nghĩ là bà mình mê tín, nghĩ đạo Phật trở nên mê tín, một cái đạo thần quyền mà mình phải tụng kinh, mình trì chú sau đó nó mới được. Thì cái này có phải là mình đã hại đạo? Rõ ràng cầu được thì người ta theo, nhưng mà lỡ cầu không được thì sao? Rõ ràng nhiều người họ làm cho tượng cho nó to rồi, hoặc thậm chí là có người họ thấy một cái cây mà có cái hình này hình kia dáng giống như con người, họ nói hình đây là hình Bồ Tát, hình đây là hình Phật, thiên hạ cứ đè xuống mà quỳ mà lại, nói cứ lại đi rồi xin là cho, rồi xin lỡ không cho thì sao? Thấy chưa? Quý vị biết là có trong cái những cái năm mà vượt biên đó, quý vị, năm mà người dân mình vượt biên ấy, có rất nhiều người tin Bồ Tát, tin ghê lắm, và niệm Bồ Tát, và họ nói là nhờ niệm Bồ Tát cho nên là sóng yên gió lặng mà qua được, là vượt biên được. Nhưng mà những vị đó không biết như thế này nè, cái số tàu thuyền mà vượt biên thành công mà để qua bên kia, qua cái vùng đất hứa, nó không có nhiều đâu quý vị. Rất nhiều những cái con tàu đó nó bị chìm ở dưới biển, rất nhiều những con tàu nó bị hải tặc nó cướp, nam thì nó giết, nữ nó hiếp, xong nó giết, nhiều lắm quý vị. Và trong cái số đó đó, rất nhiều người tụng chú, rất nhiều người cầu xin, có ai cứu đâu, không ai cứu hết. Rồi những con người đó oán hận, đem cái nỗi hận đó mà đi chết. Tiểu gì thấy thật phải mình hại đạo hay không? Cái số đó nhiều lắm nha quý vị đó. Cho nên ấy, mình không nên quan niệm là mình sẽ tụng một cái bài chú nào đó mà cái chú đó nó linh nghiệm, nó giúp mình được cái này được cái kia. Xin thưa không có được. Những cái người được ấy, đó là số ít. Mà tại sao họ được? Do cái nghiệp của họ. Cái nghiệp quá khứ giúp cho họ vượt qua được cái căn bệnh đó, vượt qua cái trạng thái hiểm nghèo đó, chứ không phải do tụng chú đâu. Mà tuyệt đại đa số muốn mà không được. Cho nên ấy, một trong những cái khổ đó là gì? Cầu bất đắc. Cầu bất đắc là khổ, là muốn mà không được là khổ. Chứ nếu như mà mình muốn một cái gì đó mà mình kêu mình réo gọi Phật, réo gọi Bồ Tát, rồi réo gọi Long Thần Hộ Pháp, rồi tụng bài chú 108 biến, rồi tụng cả ngàn biến, cả vạn biến mà được ấy, thì chắc không cần ở bệnh viện. Thật sự. Rồi những cái trại giam cũng không cần luôn. Tại nếu người ta khổ quá mà người ta tụng chú một cái là gông xiềng nó bứt hết, nó rớt hết, thì nhà giam đâu có tác dụng gì nữa. Không được vậy. Cho nên Ngài Ajahn Brahm khi mà Ngài qua bên nước ngoài, Ngài dạy thiền mà dạy ở trong tù, cái buổi đầu tiên rất nhiều những cái vị tù tới học thiền. Nhưng mà sau cái buổi thứ nhất, buổi thứ hai nó vắng hết, còn một số người. Thì khi hỏi thì mới nói là những cái con người này nè nghĩ là học thiền có thần thông để mà vượt ngục đó, nhưng mà rốt cuộc không phải như vậy, thành ra họ nản, họ bỏ. Thì đó, có những cái mình không nên hướng, bởi vì thật sự nó không đúng chánh pháp. Đúng tinh thần chánh pháp là Đức Phật chỉ dạy khổ và con đường thoát khổ. Đức Phật không hề dạy là réo gọi tên Ngài, hoặc tụng bao nhiêu đó chú, bao nhiêu đó biến, hoặc là réo gọi tên một vị nào đó mà vị đó giúp, không có. Nhưng mà chư thiên và những vị mà hành theo cái con đường Bồ Tát đạo, đương nhiên thì các vị đó thấy khổ thì giúp được, trong khả năng thì vẫn giúp thôi. Ví dụ như có rất nhiều người họ làm ra những trung tâm từ thiện, rồi trong những cái trường hợp mà mình thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, thì có rất nhiều những trường hợp mà chư thiên hoặc những vị Bồ Tát họ giúp, có chứ không phải không. Nhưng mà đủ duyên thì họ giúp, chứ không phải réo tên họ thì họ mới giúp, không gọi tên họ họ không giúp, không giúp hay sao, đúng không? Rồi không phải là Bồ Tát chỉ có một vị,
nhớ, Bồ Tát không phải một vị, nhiều vị, vô số vị. Mà không lẽ mình kêu tên một vị thì mỗi một vị đó làm việc hay sao, những vị khác đâu, thấy chưa? Mà giúp thì giúp vậy thôi, nhưng mà cái việc nó được hay không là do nghiệp của mình, nhớ chuyện đó. Như có một vị thì hỏi, nói bây giờ con tụng chú rồi con niệm Bồ Tát nó linh lắm. Thì một vị sư mới nói, bây giờ cháu của cô đừng cho đi học, đừng cho nó tới trường, cô tụng chú để nó tự nó biết chữ được không? Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Rồi cô không cho nó tới trường, mà cô véo gọi tên một cái vị nào đó mà cô tin tưởng, thậm chí gọi tên Thế Tôn đi chăng nữa, một cái vị nào đó cô tin tưởng, rồi cháu cô có tự biết chữ được hay không? Chuyện đó không xảy ra. Thực tế một chút, có đức tin là tốt, nhưng đức tin phải đi kèm với trí tuệ, nó mới làm việc hiệu quả. Và trong trường hợp này, Đức Phật nói làm sao để mình học giỏi, cái này có. Làm sao để mà mình có được cái sự tập trung, cái này có. Thường ấy, mình nói là một cái đứa mà nó thông minh, mình nói rất là chung chung, rất là chung chung. Trong khi đó theo A Tỳ Đàm, cái thông minh nó chia ra làm 3 trường hợp. Ví dụ có đứa nó tập trung giỏi, nó giải toán mạnh, cái môn, những cái môn toán nó làm rất là mạnh. Cái đứa đó, đứa định nó mạnh nha, định nó mạnh. Rồi có những đứa mà nó giỏi những môn thuộc bài, giỏi những môn thuộc bài, đó là những đứa niệm nó mạnh. Còn những cái đứa mà giỏi những cái môn lý luận như là văn chẳng hạn, thì đó là những đứa tuệ nó mạnh. Cho nên cái niệm, cái định, cái tuệ, nó ba thứ, nó chia ra 3 trường hợp. Chứ không phải mình có nói thông minh là nó chung chung quá. Cho nên Phật giáo mình rất là rõ ràng. Thành ra mình thấy không, trong ngay trong lớp học, ngay trong trường học, chia ra 3 loại học sinh. Có đứa nó chỉ giỏi những môn gì, toán lý hóa. Có đứa nó chỉ giỏi những môn gì, những môn sử địa, những môn học thuộc bài. Và có những đứa nó giỏi cái vấn đề suy luận. Đó là như vậy. Và như nói như vậy, làm sao để mà mình thông minh khi mà mình học bài? Đối với những bạn trẻ như thế này, có những phương pháp để rèn luyện niệm, rèn luyện định, rèn luyện tuệ. Có. Thứ nhất, làm sao để rèn luyện niệm và định? Quý vị thường hay nghe cái câu sống chánh niệm. Chánh niệm là cái gì? Đó là mình ghi nhớ. Ghi nhớ một cách đúng đắn. Đúng đắn cái gì? Đúng đắn cái đề mục thiền. Ví dụ như mình chọn cái đề mục thiền là đất, nước, lửa, gió. Ví dụ như đề mục đất đi, thì lúc nào đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt gì, mình cứ tập trung vào một cái đề mục đất, tập trung vào nó. Như vậy cái niệm và cái định của mình nó sẽ tăng trưởng. Và khi cái niệm, cái định của quý vị tăng trưởng đó, sau này có làm bất kỳ việc gì, cái khả năng tập trung của quý vị nó sẽ tăng cường, tăng cường lắm. Cái người mà niệm định yếu á, người ta chỉ cần người ta đi qua đi lại thôi là mình không mất tập trung, mình không có học bài được. Nhưng mà cái người niệm và mạnh, nó định á, nó mạnh ấy, thì cho dù người ta có hát hò trước mặt thì nó vẫn học bình thường. Cho nên có phương pháp rèn luyện niệm và định bằng cách gì? Chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tập trung vào cái đề mục của mình liên tục, cho dù bất kỳ một cái tư thế nào. Đương nhiên cái giờ học thì tạm thời bỏ cái đề mục qua một bên, và dùng cái niệm, cái định đó để tập trung vào cái bài học, thì quý vị sẽ học bài rất là mau thuộc và rất là dễ có sự tập trung khi mà là tính toán một cái gì đó, dễ lắm. Rồi làm sao để mà mình rèn luyện cái tuệ? Tu tập tứ niệm xứ. Chỉ có tứ niệm xứ mới phát triển tuệ thôi. Khi mà mình tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ có cái trí phân biệt danh sắc, cái trí nhìn thấy cái sự biến hoại của danh sắc, cái trí nhìn thấy mọi việc đúng như bản chất của nó. Và khi quý vị nhìn mọi việc đúng như bản chất của nó, quý vị nhìn ra những cái thứ khác, tự nhiên mình thấy rõ vấn đề. Cái người không có thực hành không tin cái chuyện này. Có những lúc mình có những cái gút mắt trong cuộc sống, thậm chí có những cái gút mắt ở trong giáo pháp. Chỉ cần quý vị làm một việc, ngồi yên lại. Đối với ai mà niệm định chưa có mạnh ấy, ngồi yên lại để cho cái tâm nó lắng xuống, suy nghĩ về cái vấn đề của quý vị, tự nhiên câu hỏi nó bật ra. Đó là lúc cái tuệ nó phát triển. Quý vị cứ làm đi, sẽ có. Hầu hết
những cái câu hỏi của quý vị mà có trong cuộc sống, quý vị có thể tự trả lời bằng cách thiền định. Và sau đó là cái câu hỏi nó sẽ bật ra cho quý vị. Nhưng mà nhớ nha, phải có cái nền tảng kiến thức. Chứ còn không, nó không thể nào nói một cái đứa mà dốt đặc cắn mai mà nó có thể nó giải quyết được những vấn đề của nó thì sư xin thua. Cái chuyện nó không làm được. Phải có kiến thức. Nhưng mà cái kiến thức đó có khi mình quên. Nhờ thiền định đó, những cái kiến thức đó nó sẽ hiện ra. Và quý vị sẽ lục ra được, tìm ra được những cái kiến thức cần thiết để giải quyết vấn đề của quý vị. Chuyện đó có. Cho nên Phật không thể nào mà hà hơi tiếp sức để cho mình học giỏi, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Nhưng mà có phương pháp để cho mình tu tập, phát triển niệm định tuệ, từ đó quý vị học giỏi, cái đó làm được. Nhớ. Và tiếp theo thì có một chú, thì chú hỏi là chú mở cái tiệm tạp hóa bán bia nước ngọt, thì cái tiệm này đó là cái thu nhập chính cho gia đình. Mà bây giờ thì một số người nói đó là cái nghề không có chánh mạng, nếu mà làm thì sẽ phải đọa bốn đường ác, mà bây giờ không làm thì lấy cái gì nuôi gia đình. Đó, thì bây giờ hỏi thì giải quyết như thế nào? Trong Đại Kinh Pháp Hành ấy, có nói tới bốn trường hợp. Thứ nhất là trước khổ sau cũng khổ. Thứ hai, trước vui mà sau khổ. Thứ ba là trước khổ mà sau vui. Thứ tư là trước vui mà sau cũng vui. Thế nào là trước vui mà sau khổ? Trước khổ mà sau khổ. Đó là những người đó, họ làm những cái nghề nghiệp bất thiện. Họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Rồi họ kinh doanh những cái nghề nghiệp bất thiện. Chính do những cái việc bất thiện đó mà đời này họ đau khổ. Và kiếp khác, vì cái nghiệp mà họ đã tạo, cho nên họ phải đọa vào bốn cái đường khác. Cho nên họ vẫn tiếp tục khổ. Như trong Pháp Cú có câu: nay khổ đời sau khổ, làm ác hai đời khổ. Nó buồn gì, nó buồn, nó sầu não do nghiệp khổ mình làm. Thì quý vị thấy, khi mà mình làm những cái việc bất thiện, thì mình, nếu như cái bất thiện nó lớn đủ mạnh, mình sẽ chịu bốn cái quả báo. Một là bị pháp luật trừng trị. Nếu như mà cái tội của mình nó đủ á, pháp luật sẽ trừng trị. Thứ hai là mình bị căm ức lương tâm, không biết tại sao mình lại làm những cái chuyện này đó, căm ức lương tâm. Thứ ba là mình bị tiếng đời chê trách. Và thứ tư là bị quả báo cho đời sau. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 2 pháp, Đức Phật có nói có hai hạng người. Một là cái người ác, và hai là cái người hơn cả người ác. Thế nào là người ác? Đó là người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đó là những người ác. Thế nào là người hơn cả người ác? Đó là những người không chỉ một mình làm, mà mình còn tạo điều kiện, mình còn rủ rê người khác làm chung với mình. Đó là người hơn cả người ác. Mà như trong trường hợp mà mình bán bia rượu, là mình đã tạo điều kiện cho những người khác phạm giới. Mà đâu phải là chỉ có một người, hai người, rất nhiều người. Cho nên khi như vậy là mình còn hơn cả một người ác. Cho nên cái nghiệp đó phải nói rất là lớn. Rồi thế nào là cái người mà trước vui mà sau khổ? Đó là những người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, và làm những cái nghề nghiệp bất chánh. Do những cái nghề nghiệp đó họ nuôi sống gia đình. Do những cái nghề nghiệp đó, cái kiếp hiện tại họ sống sung sướng. Quý vị thấy nhiều người đó, họ làm những cái nghề nghiệp bất thiện, nhưng mà cuộc sống họ rất là sướng. Nhưng mà Đức Phật nói họ chỉ sướng trong cái kiếp hiện tại thôi, do cái nghiệp chưa tới lúc trổ. Khi mà họ thân hoại mạng chung, do cái nghiệp đó nó trổ quả đó, thì họ sẽ phải đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên đó là những người trước sướng, trước vui, nhưng mà sau sẽ khổ. Rồi thứ ba là những người trước khổ mà sau vui. Thế nào là những người trước khổ mà sau vui? Đó là những người giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không làm những cái nghề nghiệp bất chánh. Có nghĩa là họ kiếm sống bằng những cái nghề nghiệp không hại mình, không hại người, không làm cho mình
phạm giới, cũng không làm cho, không tạo điều kiện cho người khác phạm giới, thì đó là những cái nghề nghiệp không chánh đáng, những cái nghề nghiệp chánh đáng. Thì với những người như vậy đó, cho dù vì cái việc họ giữ giới, vì cái việc họ sống chánh mạng mà họ phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống, họ phải chịu đau khổ trong cuộc sống, thậm chí cha mẹ không đủ ăn, con cái không có được cái mặt, thậm chí là mình chịu rất nhiều những cái thiệt thòi, có thể mình sẽ bị đau khổ gần chết hoặc thậm chí mình bị chết. Nhưng mà nhờ có chánh kiến cho nên họ vẫn tiếp tục họ giữ giới, họ vẫn tiếp tục họ nuôi sống bằng cái nghề nghiệp chánh mạng, họ từ chối những cái nghề nghiệp tà mạng. Nhờ như vậy thân hoại mạng chung họ sẽ sanh thiên. Trong Đại Kinh Pháp Hành Đức Phật có nói như vậy. Cho nên đừng có sợ cái việc mà mình sống đúng theo chánh pháp mà mình phải thiệt thòi. Đừng có sợ quý vị. Cái thiệt thòi của quý vị đó là cái nền tảng cho những cái hạnh phúc sau này. Nó giống như là một cái anh học sinh, để ảnh thi đậu thì ảnh phải rèn luyện, phải ôn thi ngày đêm không mệt mỏi. Nhưng mà cái quả mà ảnh đạt được đó là cái gì? Đó là cái hạng học sinh giỏi. Đó là cái gì? Được đậu vào cái trường đại học mà ảnh muốn. Cho nên quý vị phải biết những cái khổ, những cái thiệt thòi mình phải chịu bây giờ, nó sẽ là cái nền tảng cho hạnh phúc mai sau. Cho nên ráng vượt qua, ráng kham nhẫn để mà mình hành theo chánh pháp. Đó là cái điều tốt. Và cái thứ tư là cái người trước vui sau cũng vui. Quý vị biết rồi, cái người giữ giới, cái người sống theo chánh mạng, không có nuôi bằng cái nghề tà mạng, nhờ như vậy họ sung sướng trong đời này và đời sau họ cũng được sanh thiên. Thì đó Đức Phật nói là cái người mà trước vui sau cũng vui. Có một cô cư sĩ thì cổ đi Mỹ rồi, thì cổ nói như thế này nè: cái việc giữ giới đó, ai không giữ giới họ không biết được cái sự kỳ diệu của giới. Cái thời điểm ban đầu cổ giữ giới đó, cổ chịu rất nhiều những cái thiệt thòi, nhưng mà đó, nhờ năng lực của giới mà về sau đó tự nhiên là cổ lại thuận lợi hơn những người khác. Cổ sống rất là thuận lợi, cổ đạt được rất nhiều những hạnh phúc trong cuộc sống. Mà cổ thấy đó, rõ ràng nhờ cái giữ giới, ráng chịu thiệt ban đầu, nhưng mà về sau cổ sẽ được hạnh phúc. Và hiện tại bây giờ cổ thấy rõ được nhờ cổ giữ giới cho nên cổ được hạnh phúc. Mà ăn cái này chắc cũng do là trước khổ mà sau vui. Thì cổ yêu cầu cái cổ tìm một cái người bạn trai, một cái người bạn đời đó, yêu cầu là anh phải giữ được năm giới. Thí dụ như anh nói là cái người mà không trộm cắp, tức là không có trốn thuế, ở Mỹ là không được trốn thuế này, cái đó ok. Ở Mỹ không được chơi ma túy thì cái đó cũng ok. Nhưng mà cổ đòi không được uống rượu, dân Mỹ nó không chịu. Thế là cô ế tới bây giờ luôn. Đó, thì sư chỉ mong là thôi thì sau này cổ tìm được đúng cái người mà giữ được năm giới thì đó là việc của cổ. Nhưng mà như sư nói, nếu như mà mình vì cái việc mình giữ giới, vì cái việc mình nuôi sống chánh mạng mà mình bị thiệt thòi cũng đừng có sợ. Thậm chí đó, mình có bị nguy hiểm tính mạng cũng đừng có sợ. Bởi vì dầu sao chăng nữa, nếu như mà mình chết rồi, ai không chết, đúng không, ai cũng chết hết. Nhưng mà mình chết rồi đó, mình sẽ được đi lên. Nó vẫn tốt hơn là mình ráng mình nuôi sống mà cái nghề nghiệp tà mạng, mình có sung sướng đi chăng nữa mà chắc gì được sướng đâu, sau này chắc chắn phải khổ. Nhớ, nói thì nói như vậy, nhưng mà có một số người thực sự là họ khổ quá. Mà phải nói cái khổ này cũng do cái nghiệp của họ, do cái đời trước kém tu cho nên đời này kém phước. Mà do kém phước cho nên cái cơ hội để mà mình làm những cái nghề nghiệp nó chánh mạng nó không nhiều. Nhiều người khổ quá thì kêu họ mà làm những cái nghề chánh mạng, hỏi họ làm sao họ làm, khó lắm quý vị. Do đời trước cũng kém tu một phần, do mình thiếu phước. Thì coi như xưa có một cái biện pháp trung dung như vậy đi, là nếu như mà mình nhắm cái nghề nghiệp của mình ấy, mà khó giữ giới đó, thì nên hạn chế cái hậu quả tới cái mức thấp nhất. Giả sử trong cái trường hợp mà mình phải phạm giới mà quý vị nhắm quý vị không giữ được giới, nên hạn chế cái hậu quả mình gây ra đến cái mức thấp nhất.
Đó là cái lời cuối cùng sư có thể giúp đỡ quý vị rồi, lời khuyên duy nhất thôi. Đương nhiên thì không có ai có kêu quý vị phạm giới, nhưng mà ráng có phạm, hạn chế cái hậu quả tới mức thấp nhất, chỉ vậy thôi. Rồi, đó là xong. Rồi tiếp theo là có một vị hỏi là: trong quá trình hành thiền cá nhân con, khi bước đầu vào thiền theo dõi hơi thở, con dễ bị hết hồn, hoảng sợ khi có người bất chợt đứng trước mặt và gọi tên con. Thì sư không biết cái người đứng trước mặt gọi tên của mình ấy là có hình tướng hay không có hình tướng. Có nghĩa là dạng như em thấy em ngồi thiền, nhưng mà em muốn đi về sớm thì em lại em chào con á, kiểu là em đi về sớm nha. Thì trong lúc đó thì tình cờ bất chợt con cũng mở mắt ra, con thấy thì em nói em về sớm thì mình cũng hơi bị hại tật, nhưng mà lúc đó thì tỉnh lại. Cho nên ấy, với những cái người mà niệm nó chưa có mạnh, định nó chưa có mạnh ấy, tốt nhất là quý vị chọn một cái nơi mà ít bị quấy rầy, đó là cái tốt nhất rồi. Hoặc là quy định trước với nhau, làm ơn tôi đang ngồi thiền, đừng có tới chào hỏi gì hết, cảm ơn. Quý vị biết là có trường hợp như vậy nè, là có một cô á, cổ hơi nhạy á, rồi cổ đang tập trung của ngồi thiền nè, rồi người ta đánh chuông, mà cổ ngồi gần cái chuông mà cái người đánh hơi mạnh, cổ hết hồn cái là cổ điên luôn. Cái chuyện đó có nha. Cho nên ngay cả như cái chuyện mà thức chúng thì mình cũng phải lưu ý mình chọn một cái âm thanh nào đó cho phù hợp, chứ không phải là mình cứ nguyên cái chuông đó mình tha hồn mình gõ. Nhiều người họ định họ yếu là họ dễ bị điên lắm, cái chuyện này có. Cho nên đối với những người mà hơi yếu, tốt nhất chọn những cái nơi nó thanh vắng và ráng tạo cái hoàn cảnh không quấy rầy. Tốt nhất dựng luôn cái bảng ở đằng trước, đang ngồi thiền đừng quấy rầy. Thật sự cái đó là tốt cho mình thôi. Và thậm chí sắp tới khi mà tổ chức những cái khóa thiền thì sư cũng mong như thế này nè. Thậm chí sư quy định luôn là gặp nhau không cần chào, thậm chí gặp mấy sư đi ngang không cần chào. Quý vị cứ tiếp tục hành thiền, tiếp tục tập trung vô cái đề mục của quý vị, không có chào hỏi gì hết trơn. Cái này là cái chuyện mà sư nhận ra khi mà đi qua bên Ba Úc. Cái người mới gặp chư tăng nó chào hoài, còn cái lúc mà mình hành thiền rồi đó, chánh niệm rồi đó, đi ngang tỉnh bơ không có chào. Tại vì sao? Họ đang chú tâm vào đề mục thiền của họ, không có ai hờn giận gì mấy cái chuyện đó hết. Quý vị đang chánh niệm tốt, chưa đang hoan hỷ, không có việc gì mà mình phải chào. Đương nhiên cái đó lúc mình chánh niệm nó khác, còn cái lúc mình bơ bơ nha, mình đi ngang qua thì cái chuyện nó chuyện khác ha. Rồi tiếp theo là con xin hỏi đề mục thiền là thế nào, xin sư chỉ dạy giúp. Cái đề mục thiền, cái gọi là đề mục thiền là cái mà quý vị tập trung vào khi quý vị hành thiền. Nhiều người đó họ không biết thiền là cái gì, họ chỉ việc họ ngồi nhắm mắt cứ vậy, hết giờ thôi đứng dậy, cái tâm họ cứ tha hồ, họ nghĩ tùm lum, hoặc là họ ráng giữ cho cái đầu họ trống rỗng không có một cái gì hết thì họ gọi đó là thiền. Không phải, thiền là khi mình có một cái để mình tập trung vào, đó là thiền. Nhưng cái đề mục đó không phải cái gì cũng tập trung được. Chẳng hạn như đây là chai sữa, quý vị tập trung vào chai sữa, quý vị niệm sữa cũng được. Tới một cái lúc nào đó, vì một cái giai đoạn nào đó, quý vị sẽ thấy chai sữa nó phát sáng. Có, nhưng mà nó không phải là thiền. Tại vì sao? Vì quý vị không thể nương vào chai sữa quý vị đắc định được, chuyện nó không bao giờ xảy ra. Quý vị không thể nương vào quý vị đắc định được. Mà sư nói thì mấy ông bán sữa, mấy ông mừng cũng chết luôn. Niệm chai sữa phát sáng. Nhưng mà như sư nói, đề mục thiền nó có 40 đề mục. Không phải quý vị muốn niệm cái gì quý vị niệm, nó có 40 đề mục thiền. Mà như cô thì cô theo dõi đề mục hơi thở, thì cô chỉ tập trung vào đúng cái hơi thở thôi. Thì cái hơi thở khi đó của cô đó chính là đề mục thiền. Và đối với những người hành hơi thở đó, sư vẫn thường lặp đi lặp lại phải tránh cho được hai cái lỗi khi mà hành thiền hơi thở. Một
là cái lỗi theo dõi cái sự chuyển động của hơi thở. Cái này do Ngài Xá Lợi Phất nói trong Patisamphiga Magga, có nghĩa là vô ngại giải đạo. Ngài Xá Lợi Phất nói, khi mà một người theo dõi cái sự chuyển động của hơi thở, thì cái định của họ sẽ bị ô nhiễm. Bởi vì sao? Cái định nó đòi hỏi phải ở yên một chỗ. Mà anh đi, anh theo dõi, nó chạy tới chạy lui, thì cái định của anh nó sẽ bị dao động. Cho nên, Ngài Xá Lợi Phất nói, đó là cái ô nhiễm của định. Cái thứ hai, khi mình theo dõi hơi thở vào, mình sẽ có cái lòng móng trong cái hơi thở ra, thì đó là cái ô nhiễm của định. Rồi khi mình theo dõi hơi thở ra, mình lại có cái lòng mình móng trong cái hơi thở vào, đó là cái ô nhiễm của định. Rồi khi mình theo dõi hơi thở như vậy, mình lại theo dõi cái hình tướng của hơi thở. Ví dụ như hơi thở nó đi vào trong cơ thể, nó chạy xuống dưới bụng, cái hình tướng nó như thế nào, rồi nó theo cái bụng nó chạy ra khỏi cơ thể, mình chạy theo cái hình tướng đó, thì Ngài Xá Lợi Phất nói nó là cái ô nhiễm của định. Cho nên phải tránh cho được cái này. Cái thứ hai là phải tránh cái cạm bẫy của sự xúc chạm. Như thế nào? Đó là tránh cái việc theo dõi cái sự xúc chạm của hơi thở vào cơ thể. Như có người theo dõi hơi thở ngay cái chóp mũi nè, rồi khi mà họ theo dõi là cái sự hơi thở nó đi vào đi ra, nó xúc chạm vào cái chóp mũi, thì Ngài Xá Lợi Phất nói đó là cái cấu uế của định. Vì sao? Quý vị hành thiền là dùng cái ý căn để làm việc, đúng không? Dùng cái ý, chứ quý vị không hành thiền một cái xúc. Mà khi quý vị theo dõi hơi thở bằng cái xúc như vậy thì lộn rồi. Đâu phải mình theo dõi bằng cái xúc đâu, mình hành thiền bằng cái ý, bằng cái tâm, chứ không phải hành thiền bằng cái xúc. Thậm chí như những cái đề mục, như đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, những cái đề mục cá xí ná đó. Ví dụ như người ta tập trung vào một cái vòng tròn màu trắng, người ta niệm trắng, 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 thì cái người ta tập trung không phải là cái vòng tròn này, mà người ta tập trung vào cái khái niệm màu trắng. Họ phải hiểu được cái khái niệm màu trắng thì mới được. Cho nên cô phải hiểu được cái khái niệm của hơi thở, chứ không phải là mình chạy theo cái xúc chạm của hơi thở, hoặc là mình chạy theo sự chuyển động của hơi thở. Đó là cái cấu uế của định. Ngài Xá Lợi Phất đã nói trong Vô Ngại Giải Đạo. Như vậy hành thiền hơi thở như thế nào mới đúng? Cô phải nắm được cái khái niệm của hơi thở, và cô theo dõi cái hơi thở nó ở một cái khối, một cái điểm ở trên, ở chỗ cái lỗ mũi, trước lỗ mũi nè, ở giữa cái môi và cái chóp mũi, mình theo dõi khoảng giữa thôi. Ở giữa cũng được, trái cũng được, phải cũng được, không sao hết. Nếu mà cô không nắm rõ, cô có thể thở mạnh ra tí xíu, rồi cô sẽ cảm nhận cái hơi thở nó đi qua cái tay, rồi cô sẽ chọn một cái điểm ở trong đó, trong cái luồng hơi thở mình chọn ra một cái điểm. Cái điểm đó nó nhỏ thôi, nó không lớn đâu, nó cỡ như cái hạt đậu thôi. Rồi cô tưởng tượng cái khối đó nó giống như một cái khối bông gòn, mà hơi thở đi ra đi vào nó sẽ đi qua cái khối bông gòn đó, đi qua cái khối bông gòn đó, và cô tập trung vào cái khối đó. Mình gọi ra cái khối hơi thở, và hơi thở đi ra đi vào chỉ qua cái khối đó mà thôi, không để cho cái sự chuyển động nó chi phối mình, không để cho cái sự xúc chạm nó chi phối mình. Thì như vậy là mình đang hành thiền hơi thở. Nhưng mà đó, có một vấn đề đối với người Việt mình, đó là chúng ta được hướng dẫn theo cái phương pháp sai lầm đã quá lâu rồi. Cho nên cứ mà kêu hành thiền hơi thở là mình cứ chạy theo hơi thở đi ra đi vô. Cứ kêu hành thiền hơi thở là mình chạy theo cái sự xúc chạm của hơi thở. Cho nên bây giờ mà kêu mà theo dõi cái khái niệm của hơi thở, cái hơi thở khái niệm đó ở trên cái chóp mũi, thì họ nắm không được. Và họ cứ tiếp tục theo dõi hơi thở vào ra, hoặc theo dõi cái sự xúc chạm hơi thở. Đó là do mình một cái thời gian dài mình thực hành theo một phương pháp sai lầm. Cho nên nó làm sư nhớ tới cô của sư. Cái lúc mà qua Mỹ thì ông thầy mà dạy tiếng Anh ông chửi, ông nói vậy, ông dạy ông bực quá, ông nói vậy. Chẳng thà hồi trước cô dốt hoàn toàn, cô không biết tiếng Anh, qua đây tôi dạy rất dễ. Còn cô đem một cái mớ hỗn độn, một cái mớ hầm bà lằn đó, cô qua bên đây rồi tôi dạy cô không được. Cho nên cái việc học thiền cũng vậy. Đặc biệt cái đề mục hơi thở nó quá nổi tiếng, mà chính vì nó nổi tiếng nhiều vị hướng dẫn sai lầm.
Thành ra bây giờ mình theo dõi hơi thở một cách đúng đắn nó khó, vô cùng khó hơn những người chưa biết hơi thở là cái gì. Khó. Cho nên là trong những cái buổi mà hướng dẫn thiền của sư thì sư không có hướng dẫn hơi thở, bởi vì sư tránh nó đi. Sư tránh, bởi vì khi mà nhắc tới hơi thở, nhiều người hành sai theo cái lối cũ, sư tránh nó đi, mà sư theo một cái hướng khác nó nhẹ hơn, đó là rải tâm từ đó. Tại vì rải tâm từ thì xưa giờ hiếm ai chỉ, cho nên đa phần Phật tử không biết rải tâm từ. Mà người học Phật mà không biết rải tâm từ thì nó uổng ghê. Cho nên sư hướng dẫn rải tâm từ, nó là như vậy. Rồi bây giờ còn ai có câu hỏi nào nữa hay không? Sư, bạch sư, giờ con nhờ sư chỉ dạy cho lớp của con biết để rút kinh nghiệm cho kỳ sau, là cái đợt lễ vừa rồi đó, thì rất là con bạch thọ bá, thì sư nói là huynh đệ là cứ hành thiền, ngồi thiền hay là đi thiền, thì một số thì ở dưới này là ngồi thiền, còn con thì con ở trên chánh điện, con cũng thiền. Nhưng mà khi mà xảy ra cái làm lễ xuất gia thì không thể nào thiền được, thì con phải tham gia cái lễ xuất gia đó. Thực tế không phải là con không thiền mà con đi theo cái lễ xuất gia, nhưng mà vì mình ở ngay cái vị trí đó thì con không thể là tham gia cái lễ xuất gia đó. Thì con không biết là khi mà ở chánh điện đang làm lễ xuất gia thì huynh đệ ở dưới là hành thiền như vậy là đúng hay sai. Tại vì có người hỏi con như thế này là ai biểu hành thiền mà trong lúc mà đang xuất gia như vậy thì chỉ như đang tụng kinh thì không lên tụng kinh mà lại là thấy ngồi đại ra, tại vì họ nghĩ rằng con đúng, nhưng mà sự thật không phải. Không phải là vì vô tình con lên đến điện cho nên con không làm lễ xuất gia. Thì bạch với sư chỉ là nếu lần sau có lễ như vậy, khi mà có ở chánh điện làm lễ thì mình ngưng thiền để mình lên tham gia hay là mình vẫn thiền? Tại vì từ hôm đó lại không có gì để hỏi sư. Thì trong cái vấn đề này đó, trước hết thì sư rất lấy làm tiếc là trong cái không khí của cái buổi lễ hôm Đầu Đà đó, thì cái cơ hội mà mình hành thiền, cái cơ hội mà sư hướng dẫn quý vị nó không có nhiều và nó không có sâu sát. Đó là một cái điểm đáng tiếc. Và một cái điểm nữa là cái lễ thì mở nhạc, mặc dù đó là cái nhạc Phật giáo đi chăng nữa thì đó cũng là một cái trở ngại đối với quý vị. Đó là một cái điểm đáng tiếc. Còn cái việc mà hành thiền ấy, thì như sư nói, quý vị đi thiền rồi ngồi thiền, ngồi thiền và đi thiền, bất kỳ một cái sinh hoạt nào đang diễn ra quý vị không cần tham gia, cho dù đó là một cái lễ xuất gia quý vị cũng không cần tham gia. Quý vị cứ tiếp tục hành thiền, bởi vì cái việc hành thiền của quý vị nó quan trọng hơn, quan trọng hơn so với những cái lễ khác. Nhưng mà đương nhiên là tới giờ cơm thì vẫn nên xuống ăn cơm chứ Không, mình. tại vì hỏi con như thế này là ủa như vậy đó thì ngồi vậy là có thiền hay không? Con không muốn trả lời. Thì như Con sư nghĩ nói, là như vậy thôi, không trả lời. thì sư như như sư nói đó, khi mà hành thiền thì đừng có, mà không cần tham gia bất kỳ một cái lễ hội nào khác, bởi vì khi mình tham gia đó nó kỳ cục lắm. Không lẽ giờ người ta lúc ta đang tụng kinh mình lại ngồi thiền, nó bị chổi. Chẳng thà mình ngồi tụng kinh chung với người ta, chứ còn mình làm như vậy thì nó thành ra nó chổi. Cho nên á, trong những trường hợp đó, giả sử như ở trên làm lễ, mình có thể mình xuống dưới mình hành thiền thì nó không ảnh hưởng gì nhau hết. Chỉ có một số trường hợp như là chư tăng làm tăng sự á, sẵn sư nhắc luôn, khi chư tăng làm tăng sự, cho dù chư tăng làm ở dưới hay làm ở trên, không ai được đi lên hay đi xuống, không được đi vô trong cái phạm vi mà Sima mà chư tăng làm, không được. Bởi vì khi quý vị đi vô thì cái tăng sự chư tăng nó không có hợp lệ, nó không thành công, nó bị hủy. Cho nên khi mà chư tăng tụng tăng sự dưới đây, sau này quý vị sẽ biết tăng sự là cái gì. Khi chư tăng tụng tăng sự dưới đây, quý vị không, thậm chí không được đi lên lễ Phật, không được đi lên, không được đi vô trong đây, không được. Hoặc thậm chí chư tăng đang làm tăng sự ở trên, ở dưới này quý vị cũng không được đi vô. Nó coi như là có một cái không gian thẳng đứng, quý vị không được xâm phạm.
đó là lúc Chư Tăng làm tăng sự. Còn ngoài trường hợp đặc biệt đó ra thì cứ thoải mái. Vì vậy là bởi đó là mình chạy đúng phải không? Đúng. Trời, còn ai có câu hỏi nào nữa không? Như thế này nè, cái lúc mà con muỗi nó cắn, mà khi mà sư ở trong một cái nhóm đông đông người, trong cái hội chúng đông người, khi con muỗi nó cắn, sư có suy nghĩ như vậy nè. Mà đương nhiên là lúc đó sư chưa có đi tu, sư nghĩ là thôi mày coi như là mày cắn tao thì còn đỡ, thì mình để cho nó cắn, chứ còn lỡ mà mi bay qua cái chỗ khác nó đập chết, cho nên thôi cứ cắn đi. Mà không biết là nhờ cái nghiệp hay cái phước nó như thế nào đó mà chưa có bị xúc xuất huyết thì sư không biết. Nhưng mà sư cứ nghĩ là thôi, thay vì cắn người ta đập nó chết thì thôi cắn mình đi, nó đỡ. Thành ra là cứ ráng chịu cho mũi nó cắn. Rồi như trong cái trường hợp mà nó cắn người khác ấy, nó là do cái duyên cái nghiệp. Hai bên đó tự oan trái với nhau, tự làm việc với nhau, chứ dính dáng tới mình đâu mà mình ngại. Tuy nhiên có những trường hợp mình tránh được, mà mình không tránh thì đó là lỗi của mình. Chẳng hạn như mình có thể văn mùng thiền để mình tránh được cái mũi. Huynh đệ mình có thể sắm mùng thiền để mà cho huynh đệ mình hành thiền chung, nó cũng tránh được mũi. Mình không làm thì mình không thể nào nói là cái đó là tại mấy người, thì cái đó là mình đổ lỗi, đúng không? Mình tạo mọi điều kiện tốt nhất cho huynh đệ đồng tu. Còn cái việc còn lại nó xảy ra như thế nào là do phước, do nghiệp, do duyên của mỗi người mỗi khác. Không việc gì phải ai nấy hết, làm hết phần sự của mình thôi. Được, còn ai hỏi gì nữa không? Rồi, nếu không thì mình nghỉ ha. Chắc ta hờn hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sân làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thua còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị la. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu desanam. Akasattha cha bhummattha devanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu mam param. Etavata cha ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata cha ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya.
Itavata ca ammehi sambhatam punya sampadam Sabbe satta anumodantu sabba sampati sitiya Idam me nyatinan potu sukita huntu nyattayo Idam me yatinam hotu sukita huntu nyattayo Idam me yatinam hotu sukita huntu nyattayo Idam me punyang asavakaya vaham hotu Idam me punyang nipanasa pachayo hotu Mamang punyapagang sabba sattanam dhima Sadhu, 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 sadhu.